Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một vài suy nghĩ về đám cưới hoàng gia vừa mới diễn ra cách đây cũng không lâu, khoảng 5 tiếng đồng hồ trước. Thì theo như mình nghĩ về góc độ tình yêu trước đi, thì họ yêu nhau được 2 năm, không dài cũng không ngắn. Phải 2 năm cũng nhờ. Nhưng mà nó thể hiện một sự chân thành, và điều đó bộc lộ qua đôi mắt của họ nhìn nhau, ai cũng có thể thấy được điều đó. Và một điều nữa là họ dũng cảm đến với nhau. Theo mình nghĩ thì đây là yếu tố mà các cô gái đã từng hẹn hò với Harry không làm được. Đây họ rất là ngại xuất hiện trước công chúng và không muốn dính líu tới hoàng gia, nên đã bỏ lỡ cơ hội của mình. Đối với Meghan Markle thì khác, cô rất là dũng cảm, luôn sẵn sàng lên tiếng cho những gì mình tin tưởng và 100% làm những gì mà cô nghĩ, nói những gì mà cô nghĩ, và cô đã theo tiếng gọi của con tim của mình. Mặc dù là đã có một đời chồng rồi nhưng không hạnh phúc, mặc dù người chồng trước của cô đã mang lại cho cô một vai diễn khá là thành công trong bộ cast suit của Mỹ được quay ở Canada. Cô Meghan Markle vô cùng may mắn, bởi vì trước khi lấy người chồng đấy thì sự nghiệp không được phát triển lắm, thì cũng như là những cô gái trẻ khác thôi, trong quá trình tìm kiếm và định hình bản thân từ năm cô tốt nghiệp đại học cho tới khi mà cô cố gắng trở thành diễn viên, thì điều đó không hề dễ dàng, bởi vì cô thuộc chủng tộc da màu và không đủ đen để đóng vai người da đen và không đủ trắng để đóng vai người Mỹ, nên là sự nghiệp của cô có chút trắc trở. Không dừng lại ở vấn đề bị kỳ thị, Meghan Markle đã rất cố gắng trong việc thể hiện bản thân. Cô đi làm nhiều job hơn để có thể phụ giúp gia đình và nuôi tự tự kiếm sống bằng các nghề khác như làm trò chơi bí ẩn quay số, mỗi khi mà cô phải mang một chiếc cặp và đứng trên đôi giày cao gót rất là cao trong suốt chơi của người chơi. Hơn thế nữa thì Meghan Markle đã rất bản lĩnh và tự tin khi mà giành được trái tim của ông đạo diễn để trở thành vợ của ông ta, và cũng từ đó thì sự nghiệp của Meghan Markle lên như diều gặp gió, vai diễn rất là thành công, cũng như là cô đi công tác xa nhiều ngày. Thì vấn đề ở phương Tây, nếu mà không có sự giao tiếp giữa đôi bên thì sẽ dễ xảy ra những vụ ly hôn, bởi vì ở đây sống rất thoáng, và nếu mà cảm thấy mà không còn phù hợp nữa thì chia tay. Và Meghan Markle cảm nhận được điều đó và cô đã dũng cảm chia tay. Điều đó không làm cho cô trở thành một người đáng bị thương hại, mà điều đó đã giúp cô tìm kiếm và trở thành công chúa trong chính câu chuyện mà cô vẽ ra. Sau khi đến London thì cô được các người bạn giới thiệu để gặp gặp gỡ, nói chuyện
ăn tối thân mật với hoàng tử Prince Harry. Thật ra thì không ai có thể ngờ được là hai người lại có thể đến với nhau bằng một cách hoàn hảo nào đó. Họ hoàn toàn trùng khớp. Prince Harry và Meghan Markle đều là những đứa con của gia đình không được hạnh phúc, và cả hai đều quan tâm đến vấn đề xã hội, nhân đạo, nhân quyền. Bên cạnh đó thì Harry và Meghan đều đủ tuổi chín chắn để nhìn nhận được những gì mình muốn và những gì mình cần. Và thật ngạc nhiên là hai người đã chính thức công khai mối quan hệ ở Canada trong cuộc chơi game Invictus năm 2017. Và sau đó thì tuyên bố đính hôn và đám cưới thì mới được tổ chức vào sáng nay. Mình thì cá nhân mình thì thấy là vấn đề này có thể được định nghĩa như là một cô bé lọ lem thời hiện đại, khi mà cô bé lọ lem không những là nhận ra được cái sức mạnh tiềm ẩn của mình, cái vẻ đẹp tiềm ẩn của mình, vẻ đẹp nội tâm và cái khả năng mà cô có thể làm được. Cô không bị bó buộc vào, cô bé lọ lem không bị bó buộc vào những định kiến của xã hội là cô không phù hợp, cô không đủ tư cách, hay là những gì đại loại là những gì mà xã hội bắt buộc là như là một cái định kiến. Thì cô bé lọ lem không tin vào điều đó, cô tin vào tiếng nói của mình. Cô thể hiện điều đó, và cụ thể nhất là vào những năm 9 tuổi thì cô đã thể hiện tiếng nói của mình khi mà không đồng tình với nhãn rửa chén thuộc tập đoàn BG quảng cáo về người phụ nữ phải làm việc rất vất vả trong căn bếp và chỉ uống quanh trong căn bếp, và sản phẩm của họ được tin dùng. Thì Meghan Markle không đồng ý. Cô đã viết thư cho Bill Clinton, vợ của tổng thống Bill Clinton, bà Hillary Clinton. Thì bà Hillary Clinton có thể là sau khi đọc bức thư ấy đã yêu cầu là nhãn BG phải gỡ bỏ, bởi vì là nó xâm phạm đến quyền nữ quyền và nó không được bình đẳng giới. Thế là chúng ta có thể nhận thấy là cô bé lọ lem của chúng ta từ lúc nhỏ đã mặc dù sống trong cái xã hội lúc đó ở Mỹ thì dân da đen không được bình đẳng cho lắm, nhưng mà cô bé lọ lem đã vượt qua chính mình, vượt qua nỗi sợ hãi, sống bình tĩnh và khẳng định bản thân, cũng như từ đó là nuôi dưỡng và phát triển cái khả năng lập luận và nói trước đám đông, cũng như là đã chọn ngành học để thể hiện bản thân, thể hiện gu thời trang, thể hiện những gì mà cô tin tưởng và mong muốn mình trở thành một người như vậy. Thì trong quá trình phấn đấu đó thì Meghan Markle cũng có những sai lầm, cũng có những khi nghĩ không thông thì cô cũng vấp ngã và
Điều đó thể hiện qua những lần thất bại, không có được một vai diễn ưng ý, không có được những thành công ngay từ bước đầu, thì điều đó cũng là bình thường thôi. Nên cô vẫn tiếp tục cố gắng để cho mọi việc dễ dàng hơn thì cô quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng hôn nhân cũng là một trong những bàn đạp để giúp cô trở nên tiến bộ và phát triển hơn. Và cũng nhờ hôn nhân, cô đã có thể có được vai chính trong vai diễn suốt mà mình đã đề cập ở trên. Thì với vai diễn đó cô nổi tiếng toàn thế giới. Và cô đã dùng sự nổi tiếng của mình thực hiện ước mơ cô đã ấp ủ bấy lâu nay, đó là giúp đỡ các trẻ em phụ nữ ở vùng ngoại ô xa xôi có được những cái sản phẩm cho y tế phụ khoa. Và cô cũng thăm các trẻ em cơ nhỡ, cô cũng giúp đỡ người nghèo đói ăn đói mặc. Cô thể hiện một tấm lòng vô cùng nhân đạo và cô mong đợi là xã hội ngày càng tốt hơn. Thì trở lại với hoàng tử Prince Harry, anh rất là có thể nói là anh rất là buồn sau khi mẹ anh mất khi anh còn rất là trẻ. Anh giống như là một người không có định hướng rõ ràng, bởi vì là còn quá nhỏ để nhận ra cái gì đang xảy ra, và tự nhiên đột ngột không còn mẹ nữa. Thì Prince Harry giống như là không 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 biết được là tại sao hay là chuyện như thế nào. Thì hoàng tử đã quyết định là vào quân đội và để tự rèn luyện bản thân theo kỷ cương và phép tắc. Thì sau khi rèn luyện thì hoàng tử cũng có một thời ăn chơi rất là hoành tráng với lịch sử dày đặc các bạn gái đến từ tất cả các nước. Nhưng mà đó là thời hoàng tử còn rất trẻ và nông nổi. Như vậy thì mới có thể nhận thấy gần như là ở phương Tây thì mọi người đồng ý với quan điểm là khi mà bạn chưa nhận thức rõ hành động của mình thì bạn phạm sai lầm và bạn học từ sai lầm đó và bạn cố gắng để phát triển hơn. Nhưng mà điều này cực kỳ hữu hiệu với cặp đôi này, bởi vì từ những sai lầm mà họ mắc phải thì họ trở nên ngày càng trưởng thành hơn. Và cái ngày mà họ gặp nhau thì họ đã cảm nhận được cái điều đó. Cảm nhận được là người kia cũng có cùng quan điểm, cùng tiếng nói và cùng đồng cảm sâu sắc với một vấn đề mà xã hội nhức nhối, đó là thiếu ăn, thiếu mặc và phát triển tinh thần và thể chất cho những người trẻ. Thì cũng từ đó thì hoàng tử và Meghan Markle quyết định là tiến tới ra mắt công chúng và tiến tới hôn nhân. Thì đó là một buổi hôn nhân rất là đẹp, một buổi đám cưới hoành tráng, và mọi người ở Anh đã ra chúc mừng hoàng tử đã kiếm được một y chung nhân vừa ý. Bởi vì ai cũng biết là hoàng tử có một quá khứ khá là đau buồn, và mọi người Anh thì rất là tốt, họ muốn là chúc mừng, một phần là cũng vì họ muốn tận hưởng cái không khí hoàng gia, phần thứ hai là họ cũng muốn cống hiến một phần nào đó để hoàng tử Harry biết rằng là hoàng tử Harry không hề cô đơn. Họ nhận ra được là hoàng tử Harry đã cố gắng rất là nhiều trong việc xây dựng hình ảnh, không đánh mất bản thân và làm cho hoàng gia ngày một phát triển, giúp đỡ cộng đồng và
xây dựng tinh thần đoàn kết dân tộc thì người dân cũng muốn đáp trả lại một phần nào đó, nên là họ đã đổ xô ra Windsor Castle vào sáng nay. Thì như thống kê thì có khoảng hơn 600.000 người, rất là đông, và mọi người thì vô cùng vui vẻ, hào hứng, rất là nhiệt tình chào đón, đón tiếp, niềm nở cả đôi tân lang và tân nương. Thì mình thấy được điều đó và mình cũng rất là khâm phục tinh thần và ý chí, cũng như là cái sự động viên mà mỗi cá nhân cũng như là tập thể dành cho nhau, nó rất là quý giá và gọi là tinh thần dân tộc. Mặc dù là mọi người không nói, nhưng mà có thể là Meghan Markle không được chào đón nhiệt liệt bằng Kate Middleton, vợ của Prince William, nhưng mà họ không công kích, họ không muốn công kích về vấn đề màu da, cũng như là vấn đề tiền hôn nhân, cũng như là vấn đề tất cả vấn đề mà Meghan Markle không hề có để xứng đáng trở thành người của hoàng gia. Thì không ai nói gì cả, bởi vì họ tôn trọng quyết định của hoàng tử Harry và cũng muốn hoàng tử Harry có một hạnh phúc trọn vẹn, bởi vì họ biết là điều này đã từng xảy ra đối với ba của Harry, đó là thái tử Charles. Ông ta đã kết hôn với một người mà phải gọi là sắc nước nghiêng trời, công nương Diana, nhưng mà sự thật là thái tử Charles không hề yêu thương cô ấy, nên là đã dẫn đến một kết cục thảm khốc mà bừng tỉnh toàn thế giới. Nên đó cũng là lý do mà mọi người hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của hoàng tử. Đó cũng là lý do mà vào bài giảng thì cha đã nói rất nhiều về sức mạnh của tình yêu. Sức mạnh của tình yêu sẽ giúp ta vượt qua những giông bão. Sức mạnh của tình yêu sẽ khơi dậy niềm đam mê cũng như là hứng khởi để hai người có thể thực hiện, hoàn thành sứ mệnh của mình mà Chúa giao phó ở cuộc đời này. Thì đó là những điều cha đã nhắn nhủ đến hoàng gia cũng như là đến tất cả mọi người xem truyền hình trực tiếp về đám cưới hoàng gia. Để kết lại thì mình cũng nhắn nhủ các bạn là công chúa ngày nay muốn hoàng tử có thể tìm kiếm được mình thì mình phải có tiếng nói, phải có một điểm nhấn, một điểm riêng để hoàng tử có thể nhận ra mình giữa đám đông. Và khi mà hoàng tử nhận ra mình thì mình cũng nên đáp trả một cách chân thật về những gì mà mình nghĩ cũng như là những gì mà mình mong muốn, thì hoàng tử mới có thể đáp ứng được. Nên là chuyện hoàng gia thì có lẽ phải đến mấy chục năm nữa thì mới có một đám cưới hoàng gia, bởi vì các bé vẫn còn rất nhỏ, nên là dành cho thế hệ tương lai vậy. Thân chào và tạm biệt, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.